người ta ngồi vô thì không đi chân từ trong đi ra ngoài nhé. Không phá từ góc ngách ở bên trong này. Bên đây bên phía
trong ngôi nhà đi ra, nên mình đi ngược ra cái phố cổ trời các bạn ạ. Tiếng cười hả? Cậu gì dưỡng đâu hết rồi? Gì dưỡng đâu má? Đi vô thăm hết đưa ra kia ra mát đi. Lê Tiến ơi. Đi rồi, xe đi rồi, qua đây, qua đây. Đi không sao đâu, đi coi em sao, giống rồi đi. Đây, đây. Đừng có lo mà. Lạc dưới rừng mới sợ. Còn lạc này cho lạc trăm lần cũng không sợ.
em đi với chị.